Xin chào tất cả các anh, chúc các anh ngày mới vui vẻ. Hôm nay xin phép được giới thiệu một sản phẩm đang rất là hot trên thị trường, đó là kính ốp đồng nhìn xuyên áo bài được nhập khẩu từ Mỹ với công nghệ 4D vô cùng sắc nét. Khi đeo vào thì mình có thể nhìn xuyên bài của đối thủ như chơi bài ngửa vậy đó. Hiện tại bên em là số lượng mặt hàng này rất là nhiều, bên em là chuyên sỉ lẻ trên toàn quốc. Anh em nội gần mình có thể đến trực tiếp test hàng, anh em nội xa bên em sẽ toàn chuyển về tận nhà. Anh em nào ở ngoài nước ngoài thì em có thể vận chuyển bằng đường hàng không. Đây là những mẫu bài bên em, đây là những mẫu bài để trưng bài thôi. Còn nếu mà ở địa phương có anh chơi mẫu bài gì thì các anh cứ chụp hình xong gửi qua bên em sẽ gửi đúng nguyên cái mẫu hình mà có anh yêu cầu. Và ngoài những mặt hàng này thì bên em còn cung cấp thêm những mặt hàng khác như là bầu cua, tài xỉu, sóc dĩa, có thể loại. Nhưng mà thì em sẽ để phần link mô tả dưới á, các anh nhắn vào xem để biết rõ thêm thông tin. Và đây là cái sản phẩm bên em, rất thiết kế rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây khi mình đắm nắp lại nó như thế này, mở nắp ra thì cái sản phẩm bên em thì bao gồm hai con len mát và một cái nước bầu quản, và đặc biệt là nó có thêm một cái hộp mini như thế này dành cho các anh em đi chơi xa thì mình có thể bỏ hai con len mát này vào cái hộp này thôi, xong rồi mình bỏ vào túi, đến nơi chơi thì mình vào nhà vệ sinh mình đeo vào mắt, xong mình ra mình chơi rất là bình thường, rất là tiện lợi. Đêm đi chơi xong đêm về rất là bình thường luôn, không có cái gì mà trở ngại hết. Thì để biết rõ thêm về cái công dụng của con mắt này thì em sẽ test thử bộ bài cho các anh xem. Đây là bộ bài như ngoài trời luôn nha các anh, nhưng mà đặc thù bên em là có về phủ một lớp nano lên rồi, nên là có thể đi kèm với kính này thì các anh có thể nhìn xuyên thấu bài thôi, rất là đơn giản. Em sẽ đổ bài lên cho các anh xem. Đây em sẽ cho người đặt giùm. Số 2. Số 2 nha mọi người. Quy. K. Số 9. K. Số 3. Số 3 này. Số 10. Số 10. Số 10 tiếp. 10K nha các anh. Bài. Đấy, em chỉ test những số cây cho các anh xem thôi. Và em cho các anh xem sự khác biệt giữa cái bài thường và bài thường ngoài chợ và bài đó phủ lớp nano lên rồi nha. Đây là bài thường thôi, chưa có phủ gì cả. Các anh sẽ không bao giờ nhìn thấy đâu. Đấy. Không nhìn thấy nha các anh. Và đây cho em mượn cái kính, đây là cái kính để bọn em mô tả thôi. Chứ mình mà nhìn vào cái mình mà đeo hai con len mát đây là mình nhìn xuyên thấu bài luôn, đeo hai con vào nhìn cực nét luôn. Cái đây là chỉ mô tả thôi, tại vì em không tiện thể đeo con len mát nên em không có thể bài cho các anh kỹ. Nhưng mà các anh yên tâm, nếu cách dùng như thế nào hoặc thắc mắc mọi chi tiết thì cứ liên hệ tới em, cái số điện thoại đây bên em này, hoặc là các anh hãy để lại số điện thoại đi, bên em sẽ tự động điện thoại tư vấn nhiệt tình luôn. Cái này là bên em là đơn có số lượng hàng lớn nên là muốn tương tác rất là nhiều, nên là giá cả thì nó rất là phải chăng, nên các anh hãy ủng hộ cho kênh của tụi em, với nếu các anh thấy hay thì hãy share và like kênh giùm. Tạm biệt các anh.